7 công danh cho đội thằng thứ ba. 12 điểm đầu tiên cho trận đấu hôm nay. 3 điểm hay không? 3 điểm thành công cho đội thằng thứ ba. Anh Phương chuyền tốt. 12 điểm tiếp theo. Thành Lý Long và bóng rất mạnh mẽ và ghi 2 điểm. Tiếp tục là Trần Mạnh Cương và 3 điểm tiếp theo. Và điểm số tiếp theo dành cho Thực Thạch. Và lóc tốt và mất bóng rất vô duyên của số 12. Và 2 điểm dễ dàng dành cho, và bóng rất ảo diệu của Lý Long là Khánh Khoa quyết định không chuyền và lên lỗ thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.